Đây này em bổi các bác nhé. Xin chào mọi người nhé. Hôm nay thì đi gắp con bịp thì mình đang đến một cái khu vực này đây. Thì khi vừa mình mới đến thì mình thấy một em đã đứng đỗ chờ mình rồi. Thì nhiều bác đi đánh thì hỏi mình là tại sao là chim nó toàn trên cây nó không xuống. Thì mình nói rồi, quan trọng nhất vẫn phải là cái quan sát cái địa hình. Các bác để ý nhìn này, địa hình này. Đấy, chúng ta thỉnh thoảng nghe con bổi nó kêu đằng kia đấy. Thì khu vực này thì mỗi chỗ này là rộng nhất này. Mỗi chỗ này là rộng nhất. Thì tí mình sẽ ra kia mình chọn nó có bờ tre kia, mình đánh thử xem. Thì chỗ đấy là cái bụi lùm lùm thì mình nói rồi, chọn đúng cái địa điểm mà chỗ đấy đánh ấy thì thử xem nhé, cậu mình sẽ đi ra đấy mình. Đúng địa điểm, đẹp tuyệt vời luôn các bác nhé. Địa điểm này là địa điểm chết. Thì để các bác thấy nè, mình nói rồi, khi chọn vị trí và đúng thung ấy thì nó sẽ nhanh như thế nào nhé. Khi đánh thì cái nụp mình sẽ để ra ngoài cái địa hình này. Nụp mình để ngoài. Nhưng mà cái mẹt thì mình đã phân đoán nè. Cái đường này trừ khi trường hợp mà nó nào bổ thẳng vào đây thì chịu thua. Thế còn nếu mà nó mà chạy từ kia chạy sang ấy, chạy bên kia cũng rõ một mẹt, chạm đây rõ một mẹt nhé, thì cái mẹt đôi mình để bên cạnh như này thì tăng cái khả năng mà ăn bổi. Nên mà khi chúng ta chơi những con chim mồi mà nó chưa được cái đẫy đấy thì cái mẹt này nó sẽ bắt con chim bổi nhanh hơn. Như này chạy là dẫm vào mẹt luôn nhé.
Có thấy cái mẹt này nó khóa quá chắc không? Mình cố tìm mình để chờ con mái nó xuống, nhưng mà mái nó không xuống thì thôi, bắt một em này rồi. Thì gần như em này là em nào vào đây em chết, chứ em ấy không phải ăn con cóc này nhé. Nhưng mà cái mẹt hai mặt mình đánh ấy, thì các bạn để ý là mình luôn luôn để theo chiều song song cùng với nục. Thì trường hợp mà những con bổi nào vào ấy thì gần như còn chưa kịp xông vào sút và được mồi thì đã bị sập rồi. Thì với cái mẹt chất lượng thì bạn thấy là mình đã để chờ đến gần 20 phút, mình cố tình mình để xem con kia nó xuống không, nhưng mà con kia nó không xuống, nó vẫn đứng ở ngoài nó kêu, nhưng mà cũng không ra được nhé. Thì quan trọng một điều là cái lò xo này nó cực kỳ khỏe, và cái khóa này nó đã khóa chết thì không ra được nhé. Còn lưới mình làm nó đều là hàng chất lượng này, lưới đan trực tiếp này. Còn lụp số 2 của mình thì cũng đều là hàng chất lượng cả nhé. Thì bác nào mà quan tâm đến cái lụp và cái mẹt thì liên hệ với mình nhé. Đây em bổi đây các bác nhìn này. Hai con luôn, một cặp luôn các bác nhìn này. Cái khó này
Bây giờ chỗ này là nước không có nước nội vào này. Mà không biết đánh đây thì nó có ra hay không nhỉ. Đôi bổi này thì có vẻ là sung lắm. Mình đang quan sát để mình tìm cái điểm. Này rất nhiều nước mà không vào được. Nên thôi quyết định cái thử ở ngoài này đi. Mình sẽ thử ở ngoài này một thử, một kèo một nốt xong đấy thôi. Tại vì điểm này là xấu, không có điểm này. Xác nhận đây. Đây là cách mình buộc nhái này. Đây là cái miệng là hai em đến được bắt nhé. Một em đây này, cấp sau bụi này này. Đây một em nữa này. Đấy, ú à đây này. Thank you.
cái nụp này nó con lưới để chống chim mồi với chim mồi mổ được chạm vào nhau, nên là khi sập một con mình cứ chờ thoải mái nhé. Cố tình xem mình chờ xem con kia có xuống không. Nụp này mà đã sập thì không thể ra được nhé, tại vì cái lưới này bên mình đang là tương đối là thùng này, khóa cực kỳ chắc luôn. Và quan trọng lưới là cái nụp này thì nó có cái lưới này, nên là chim mồi với chim bổi là không bổ nhau được nhé. Con này là con đực các bác nhé.